Kính chào quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 11 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đây là máy sấy sử dụng hệ thống gia nhiệt để khử nước và sấy khô. Quá trình này hoàn toàn kín và không có mùi gây ô nhiễm không khí. Mức tiêu thụ điện chỉ bằng 1/4 mức tiêu thụ năng lượng so với sưởi ấm bằng điện hoặc là hơi. Hệ thống thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng đang thu hút sự chú ý của không ít nhà sản xuất trong nước. Máy của chúng tôi còn có thể ứng dụng được rất nhiều ngành khác như là nông sản, hóa dầu, phân bón và dệt nhuộm. Công ty sản xuất thương mại công nghiệp Hiển Long cũng là đại diện cho rất nhiều sản phẩm vật liệu công nghiệp chất lượng cao, hệ thống lọc nước, thiết bị sàng lọc, dụng cụ phân tích tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Tĩnh, Hà Nội.